Cười lên cái coi. Cười gì nổi mà cười. Quần đeo à. Sáng giờ đi 80 vòng rồi chưa thoải mái nữa hả? Đi 80 vòng ở chừng nào mà 80 vòng đó mà ra tiền á, em mới thoải mái được. Trời ơi, bây giờ đầu óc em chỉ nghĩ tiền thôi. Tiền nhà, tiền ăn, tiền uống, đủ thứ tiền chứ mà thất nghiệp không có cắt nào hết đây nè. Đã vậy thì kêu ở chung một phòng đi. Mướn cho hai phòng cho tốn tiền. Tối anh ngủ dưới đất, em ngủ trên giường. Anh có làm gì đâu. Anh hay quá ha. Nghĩ sao hả? Em con gái, anh con trai mà ngủ chung một phòng. Thì con gái, anh trai mới ở chung một phòng. Giỡn, giờ là còn giỡn nữa. Nghĩ phụ em mới cấp kiếm tiền coi. Thì phải vui vẻ được mới nghĩ được chứ. Vui lên. Từ từ. Rồi, ngồi đi. Sạch lại đó. Mới thấy em cười luôn. Quen anh không biết là may mắn hay là không may mắn của em nữa. Bây giờ em muốn kiếm tiền phải không? Ừ, không lẽ anh không muốn kiếm. Giờ mình thiếu tiền phải không? Ừ. Thì mình cứ xài tiền đi. Xài tiền là tiêu tiền, là hết tiền, là tiền nó tới. Anh nghĩ cách rồi. Anh sẽ mua một món quà bất ngờ dành cho em. Một quà cho em hả? Ừ. Anh biết mình đang nói gì không vậy? Hả? Hả? Đã không có tiền rồi mua quà. Anh mua được quà gì vậy giờ? Anh có thể mua bất cứ món quà gì trên thế gian này, miễn anh thích. Anh có thể mua bất cứ món quà gì trên thế gian này, miễn anh thích. Ừ. Em thích cái gì anh cũng mua. Ừ. Thiệt không? Thiệt. Em thích nhà lầu, anh mua được không? Chuyện nhỏ. Em thích cái xe hơi đậu kế biệt thự đó, đó, anh mua được không? Xe hơi đó hả? Ừ. Chuyện nhỏ. Đi theo anh. Nhanh lên. Em thích chiếc nào thì em chọn đi. Anh mua xe hơi cho em thiệt luôn hả? Ừ. Có phải em nằm mơ không? Đây là sự thật đó. Nhưng mà tiền đâu anh mua? Cái việc trả tiền là để em tính. Còn cái việc của em là chọn chiếc xe nào em thích. Xin lỗi, em giúp gì được cho anh chị ạ? Chị muốn coi chiếc xe này. Em thích chiếc này hả? Chiếc này nhiêu vậy em? Dạ, giá xe này là 1,07 tỷ ạ. Rẻ quá, em thích không? Thích chiếc này không? Chiếc này nhiêu vậy em? Dạ, giá xe này là 400 triệu ạ. Nó rẻ vậy rồi em có thích không? Em muốn coi một chiếc nữa. Em thích chiếc này không? Chiếc này em cũng thích nữa. Chiếc này nhiêu vậy em? Giá xe này là 1,390 tỷ ạ. Rẻ quá, em muốn mua không? Giá thấp. Chiếc nào em cũng thích. Vậy thôi mình lấy 3 chiếc ha. Thôi, mua một chiếc được rồi. Một chiếc thôi nha em. Dạ vâng ạ. Cái xe hơi đắt lắm sao anh mua nổi, em bớt tưởng tượng đi. Về bà nói, anh chỉ mua chị em rất kỹ những gì em thích. Nãy em đang tưởng tượng mua xe hơi phải không? Thì lâu lâu tưởng tượng cũng vui chứ bộ. Em bớt tưởng tượng được không? Bây giờ sống nó phải thực tế, hiểu không? Xe hơi sao mua nổi, xe bò mua cũng không được nữa, hiểu không? Nhưng mà anh sẽ tặng em một món quà thật là bất ngờ, sẽ giúp chúng ta kiếm ra tiền. Khi mà em nhìn thấy, em sẽ rất là xúc động, vỡ òa trong cảm xúc luôn. Và em sẽ thấy may mắn khi có được anh. Món quà bất ngờ. Thiệt không? Thiệt. Nghi lắm. Tèn tèn tèn. Bất ngờ chưa? Ủa cái điều bất ngờ anh nói anh tặng cho em là cái này hả? Đúng rồi.
cái xe của người ta có 4 bánh, cái xe anh cũng có 4 bánh, cái xe người ta có kiến, xe của anh nguyên cái tủ kiến. Điều đặc biệt là xe của anh có bánh mì, sẽ giúp cho em kiếm được tiền. Em thích lắm nha. Bắt đầu. Nói vậy thôi chứ ba cái xe hơi này là em ước mơ thôi, chứ cái xe này em thích hơn. Rồi vô đây, vô đây, vô đây, vô đây. Trời ơi, nhưng mà bánh mì lính ông màu hả? Vô đây, chuẩn bị, chuẩn bị. Em xách dưa leo nha. Anh, đây là bánh mì. Trời ơi, thấy không, mới mở hàng là có khách liền. Anh ơi, ăn bánh mì nhân gì anh? À, ở đây có nhân gì ạ? À? Nhiều lắm anh ơi. À, có nem nướng, à, có nem chua, có chả lụa, à, có chả bông nữa. Lấy em bánh mì không? Bánh mì không ha anh? Dạ. Không bán, không bán, mới mở hàng không bán. Lỡ mở hàng rồi bán được nhiêu bán? Mấy ổ anh? Dạ, một ổ ạ. Một ổ hả anh? Dạ. Vậy thôi để em tặng anh luôn đi. Sáng sớm mở hàng mà. Cho đi rồi sẽ nhận lại. Cho đi. Anh ơi. Dạ. Mấy nhân này ngon nè. Mới mốt nhớ mua mấy mình có nhân nha anh. Dạ dạ dạ. Mì không ơn. Kỳ quá. Dạ dạ. Em cảm ơn. Dạ em cảm ơn anh ạ. À. Em cảm ơn chị ạ. À. Bánh mì không có nhiêu tiền đâu, cho đi rồi sẽ nhận lại. Một lần thôi nha, nha. Ừ. Một lần thôi coi như xé nháp bỏ. Ok. Mua em tại số anh chị. Mua bánh mì không anh? Ủa bán mì đây hả? Dạ bánh mì mở ra để bán chứ làm gì anh? Tính đâu bánh mì từ thiện chứ. Thường bánh mì không màu hay từ thiện lắm. Dạ bánh mì ông màu từ thiện thì bánh mì lính ông màu cũng từ thiện luôn. Anh ăn ổn ha, anh tặng. Nhưng mà bánh mì này chan nước tương ngon lắm, khỏi bỏ thịt ha anh. Dạ. Cho anh mấy mì, cho đi rồi nhận lại. Xịt nước tương đi. Bán vé số, có trúng số nhớ lại ủng hộ bánh mì anh nha. Em bán bánh mì đây tích đức chứ không kiếm tiền làm gì. Dạ cảm ơn anh chị. Hai chị dễ thương quá. Cảm ơn anh. Thấy không, anh nói cho đi là nhận lại thấy không? Nhận cái gì? Nhận lại lời khen. Người ta khen hai đứa mình giống vợ chồng kìa. Em giữ giùm anh cái chìa khóa này đi. Chìa khóa gì? Đây là một chìa khóa rất là đặc biệt. Nó khóa trái tim của anh đó. Em giữ kỹ nha. Em thích giữ chìa khóa tiền thôi. Trốn hoài à. Lần cuối nha anh, mình buôn bán khó khăn rồi tặng hoài à. Chừng nào mà mình giàu có đi rồi mình làm từ thiện sau nha. Từ từ cho đi rồi nhận lại. Rồi chừng nào mới nhận lại? Kìa, nhận lại kìa. Lấy em 5 ổ bánh mì chị ơi. 5 ổ bánh mì thịt hả em? Dạ đúng rồi. Thấy không, anh nói cho đi là nhận lại rồi. Biết đâu em gái mua bánh mì cho người ta, người ta sẽ cho em lại bánh bao. Chú Mào. Ủa Phát mới lên hả con? Dạ con lên con thăm chú nè, mấy này con giới chú quá trời luôn á. Vậy đó hả? Dạ. Chú hả? À, con xin lỗi chú nha, lúc mà tiệm mình có chuyện á thì con đi đâu mất tiêu à, nhưng bây giờ con quay trở lại rồi, con hứa con sẽ làm bánh mì thiệt là giỏi, với lại nghĩ mọi cách cứu chị Quỳnh về cho chú nha. Con quay lại đây là tốt rồi. Dạ. Chú cảm ơn con nhiều lắm nghe. Dạ. À, với lại chú, còn cái chuyện con muốn nói chuyện con Quyên hả? Dạ đúng luôn á. Mấy bữa nay Quyên ở nhà con á, con cũng định nói với chú mà con không biết phải bắt đầu nói từ đâu á. Mà Quyên cũng đâu có nghe lời con đâu. Con có khuyên Quyên về nhà mà không có được. Chuyện đó chú biết rồi. Chú biết con Quyên ở dưới nhà con, sống với mẹ con rất là vui vẻ. Đáng lý ra đó chú phải cảm ơn mẹ con đã chăm sóc con Quyên giùm chú. Dạ. Từ đây sắp tới á, công việc của con còn nhiều lắm. Vậy từ nay á, con sẽ là bàn tay trái của chú nha. Vậy ha. Dạ. Ba. Chị à. Ủa, mới tới hả con? Dạ. Con đứng ở ngoài á, con đã nghe hết tất cả mọi chuyện rồi. Kể từ bây giờ, chuyện ở tiệm bánh mì, ba cứ để con với Phát lo cho. Còn ba tập trung lo chuyện chị Quỳnh nha. Vậy ha. Vậy ba cảm ơn hai đứa nhiều lắm nghe. Chị, mình bắt đầu luôn chị ha. Chú, đây, con mời chú qua đây. Đây, đây, đây. Được rồi, chú ngồi đây. Mình cắt hết cái này luôn hả ba? Cắt hết đi chị. Cắt hết đi con.
con mời chú uống trà nha. Rồi. Mọi chuyện trong tiệm bây giờ chú cứ giao cho con nha. Dạ anh chào cô. Ủa, ai cho cậu xuất hiện ở đây vậy? Dạ con. Cậu thấy bây giờ gia đình tôi thất thế, công ty thì bị người ta cướp rồi, cho nên cậu mới quay trở lại đây, tính thừa nước đục thả câu, chiếm luôn cái tiệm bánh mì này hả? Dạ không coi, cô đừng hiểu lầm con. À, con quay trở lại á là thật tâm con muốn hỗ trợ giúp đỡ chú Màu, chứ con có ý gì khác hả cô? Hạng người như cậu tôi quá rành rồi, không cần phải giải thích nữa. Cậu thì đam mê gì cái nghề này, giả bộ phụ chủ yếu lấy lòng con gái của tôi thôi, đúng không? Dạ không cô. Đúng là mẹ nào con nấy. Mẹ cậu á xuất thân là dân bán cá ngoài chợ, cậu chắc cũng khá hơn đâu ha. Mẹ, tại sao mẹ lại có thể nói mẹ anh Phát như vậy? Trời ơi, con còn chưa sáng mắt ra nữa hả? Mẹ ơi, đến giờ phút này á, cái người suy nghĩ kỹ lại phải là mẹ đó. Thật ra anh Phát chỉ muốn giúp đỡ nhà mình thôi, biết bao nhiêu chuyện xảy ra ở gia đình mình rồi, tại sao mẹ vẫn cứ định kiến với ảnh như vậy? Cái hạng người thấy người sang bắt hoàng làm họ này, sao con cứ dính vô hoài vậy? Mẹ! Bà im đi không? Cái gia đình này bao nhiêu chuyện xảy ra rồi, bà còn chưa thấy cái sai của mình nữa hay sao? Mở miệng ra là khen thằng Cường tốt, con Ngọc tốt, đó. Bây giờ người ta cướp luôn công ty đó, bà hài lòng chưa? Ủa, ông nói gì kỳ cục vậy? Ông làm như mấy chuyện này xảy ra tôi muốn lắm hay sao á? Cái chuyện của bà làm đó, bà thấy có đứa nào hạnh phúc không? Hay toàn là đau khổ? Bây giờ còn có cái tiệm bánh mì này nè, mà bà kiếm chuyện với thằng Phát hoài vậy? Dạ chú Màu, dạ thôi chú. Cô, cho con xin lỗi, cô xin phép chú Màu. Anh Phát! Nè, anh Phát! Nguyên! Mẹ, thằng Phát đó là người tốt, con mong mẹ hãy suy nghĩ lại. Mẹ áp đặt con với chị hai là đủ rồi, để cho Nguyên tự đi tìm hạnh phúc cuộc đời nó đi mẹ. Bà đi về đi, để tôi còn mua bán nữa. Qua, đưa mẹ con về đi. Dạ, con về đi. Bộ tôi lo cho con cái là sai hay sao chứ? Tối ngày hết kiếm chuyện người này tới kiếm chuyện người khác, không tha một người nào hết. Anh, em xin lỗi anh nhiều lắm. Mẹ em lúc nào cũng cay nghiệt, có lần nào cũng chửi anh hết đó. Nhà em có biết bao nhiêu chuyện xảy ra rồi. Mẹ em đã biết là mình sai chuyện của anh Quang với chị Hà, nhưng không hiểu sao á, mẹ vẫn còn ngăn cản cho tình yêu của tụi mình luôn. Có gì đâu mà xin lỗi em, đâu phải lỗi của em đâu. Với lại cô Dân cũng la rầy anh hoài à, biết anh cũng quen rồi. Tâm lý của ba mẹ mà, cũng dễ hiểu thôi. Ai không muốn con cái mình được vui vẻ, có cuộc sống tốt với hạnh phúc. Mai mốt mình làm ba làm mẹ, mình cũng đi chang vậy hả? Em cảm ơn anh, lúc nào anh cũng ở bên cạnh em hết á. Bao nhiêu chuyện như vậy rồi mà anh vẫn hiểu cho mẹ em, vẫn hiểu cho gia đình của em. Em cảm ơn anh nhiều lắm. Mẹ, ước gì mẹ em nghe được những lời nói này của anh thì hay biết mấy. Không có gì đâu. Thôi bỏ qua đi. Vậy sắp tới anh tính làm cái gì? Thì em an tâm đi, anh là một chàng trai có ý chí cầu tiến mà. Với lại anh quyết tâm cao lắm, anh tin là anh sẽ thành công mà. Sao đâu, em tin anh mà. Cho dù có như thế nào thì em vẫn sẽ bên cạnh anh. Tụi mình sẽ cùng nhau cố gắng, tụi mình sẽ không buông tay, không bỏ cuộc. Anh hứa với em đó nha. Anh hứa. Anh tính vậy nè, không biết anh Minh với Tinh có làm gì chưa. Anh định điện cho anh Minh với Tinh á, nếu mà được á thì hùng hạp bỏ công chút xíu mở ra tiệm bánh mì. Anh tin á là mọi người sẽ thành công, với lại mẹ em sẽ thay đổi cách nhìn dạng. Được đó, em thấy cái đó cũng là một ý hay đó. Hay là anh gọi cho anh Minh hỏi thử luôn đi. Để cho anh điện cho anh Minh liền ha. Anh Minh, anh khỏe không? Anh với Tinh về làm gì rồi? Cái gì? Anh mở tiệm bánh mì luôn rồi hả? Ơi, vậy em nhắn xem địa chỉ đi.
rồi mai em ghé. Dạ chúc mừng anh nha. Trời ơi là trời mở tiệm bánh mì luôn rồi đó em. Trời đất ơi, cái ông Minh Dừa này á, bình thường khù khờ như vậy á mà coi bộ cũng nhanh ghê chứ. Người ta nói đúng à, đúng là khù khờ vét cái luôn mà chạy á. Hay là một hồi nữa qua bển anh thăm ảnh với Tinh luôn đi. Nói chung á là bây giờ anh về chỗ anh Minh làm á thì em cũng thấy yên tâm hơn một phần. Thôi cứ chú mắt vậy đi, rồi để con sao từ từ tụi mình tính tiếp. Ừ, thì quyết định vậy đi. Rồi, mà chuyện ở nhà em sao rồi? Nhắc đến á, mà em cảm thấy bất lực, bực bội kinh khủng luôn vậy đó. Bây giờ em vẫn cứ lo cho chị Quỳnh, không biết chị phải làm sao nữa. Chị Quỳnh em á, bị ông Cường ông khống chế, không cho ai vô thăm hết trơn á. Hôm trước á, ba mẹ em đến thăm, mà chị cứ ngơ ngơ ngác ngác, không nhận ra ai hết. Ba mẹ em với em, chị có biết đứng đó nhìn chị bất lực như vậy thôi, không biết phải giải quyết làm sao. Anh ba em á, tính đưa chị về bệnh viện để mà chăm sóc, mà ông Cường một hai không cho. Trời đất ơi, ông Cường ông kỳ vậy, nghe nóng máu vậy sợ. Bây giờ em muốn không, anh qua bển cho ông Cường trận liền. Thôi mệt quá à. Bớt đi, đừng có lúc nào cũng sồn sồn như vậy á. Anh nói đừng có làm bậy, làm cái gì cũng phải suy nghĩ kỹ càng thấu đáo chứ. Mẹ em hiện tại đang tranh zero điểm đó, phải bình tĩnh mà giải quyết thôi. Anh biết rồi, ai cho anh không điểm cũng được hết trơn á. Em không được cho anh không điểm á. Biết rồi. Ông uống đi nước đi, đừng có uống trà nữa khó ngủ đó. Tôi xin lỗi nha. Tôi biết là tôi cố chấp ngăn cản chuyện tình cảm của con Nguyên với thằng Phát là tôi sai. Tôi nặng lời xúc phạm thằng Phát cũng là tôi sai. Từ sáng tới giờ tôi suy nghĩ nhiều lắm rồi. Từ chuyện của thằng Quang với con Hà, rồi chuyện của thằng Quỳnh với thằng Cường. Xét cho cùng thì mấy đứa con của mình chưa có được ngày nào hạnh phúc trọn vẹn hết. Tất cả đều là lỗi của tôi. Cho nên là tôi sẽ thay đổi. Nhưng mà ông phải cho tôi thêm chút thời gian nha. Nếu mà tôi thấy thằng Phát nó thương con Nguyên thật lòng thì tôi sẽ chấp nhận. Tôi bây giờ chỉ mong muốn cho gia đình bình yên, con cái vui vẻ, mạnh khỏe, hạnh phúc thôi là được rồi. Tôi không có giận hờn gì bà đâu. Bà biết được vậy thì tôi cũng mừng rồi. Từ từ rồi bà sẽ hiểu, rồi bà chấp nhận tôi nói thôi. Còn cái chuyện hồi sáng, tại vì tôi cũng nóng giận, tôi lớn tiếng với bà cũng thông cảm, tôi rút kinh nghiệm. Chuyện qua rồi, thôi đừng có nhắc lại nữa, tôi không sao đâu. Bây giờ tôi đã thông suốt rồi mà. Anh, le một bánh mì thịt. Cảm ơn chị. Này có tiền bánh mì thịt này hả? Ủa, tao không phải nữa nha. Em mới lãnh lương. Anh nói rồi, bánh mì thịt cô cho anh là ngon lắm. Ăn dạ. Ở chỗ này là không muốn ăn chỗ nào luôn á. Nhiều khi không muốn ăn bánh bao luôn á. Dạ. Nhanh lên, nhanh lên. Anh Nguyên, đợi chút nha. Ủa? Thôi, bán đi, bán đi, bán đi. Đâu rồi? Thôi chị hết tiền luôn á. Anh ơi, dạ. Thôi em... Ủa, thôi hả? Dạ. Tự mò luôn. Cảm ơn chị. Cảm ơn ông chủ, ban ngộ qua bánh mì xíu mại trứng muối ông chủ. Ồ, chào khách. Đứng xếp hàng. Phải xếp hàng hả? Đông khách lắm, phải đứng xếp hàng mới được. Để số thứ tự không? Để số thứ tự. Dạ. Anh ăn bánh mì gì ạ? Xíu mại trứng muối. Xíu mại trứng muối. À, hay ba đồ xíu tươi đen cũng được. Món đó. Món nhà ông nào đó. Phía bánh mì đánh mì vậy? Lính ông nào rồi. Chứ đứng đằng xa thấy anh Minh rồi bán cũng được quá trời luôn ha. Nói chứ bữa hôm điện thoại cho anh á là định rủ anh Hùng mở tiệm bánh mì. Ai ngờ nghe anh mở tiệm rồi hôm nay ghé thăm thì có tiệm rồi thì bây giờ xin Hùng cổ phần được không? Ê, no. Đâu có dễ gì mày. Cái này á là kêu bằng cái tình cái nghĩa. Cái sự đơm hoa kết trái giữa tình yêu thiêng liêng của anh với chị mày. Giờ tự nhiên mày vô mày xin Hùng thôi được. Để tao mở chuỗi đi. Thôi, nói nhiều mà người ta không hiểu gì hết trơn. Tóm lại là không cho Hùng. Đây là công ty hai cổ phần thôi, không có cho cổ phần thứ ba vô. Không cho Hùng thôi, về. Anh này, ta giỡn chút xíu làm quá.
biết ngay mà. Không lẽ ông anh xém ruột với nhỏ bạn này lại bỏ rơi Phát này sao? Nói chứ để vài bữa anh nhân rộng ra rồi anh làm một cái chuỗi nó thiệt là dài, rồi anh sẽ cho mày hùng vốn, chịu không? Được, chừng nào cũng được, miễn sao cho em hùng chút xíu là được rồi. Tao nói mày tới đó ha, nội mà tối ngày tao ha, mày rồi tin ha, đi tới mà kiểm tra cửa hàng rồi thu tiền ha, mà tối về nó mỏi chân ha, rồi lấy cái tay bóp cái chân, cái tay nó mỏi không ăn cơm nổi luôn á cho biết. Thôi đi, tưởng tượng quá à. Tin em mệt mỏi với ổng không? Chứ anh quải chạy đầu lắm luôn rồi đó. Mình phải có tinh thần cầu tiến chứ. Rồi em biết rồi. Nói chứ buôn bán xong đi mấy anh em ngồi bàn lại mình hùng hạp cổ phần luôn. Ê khoan khoan. Hả? Em với anh Minh á tìm ra được một cuộc thi ẩm thực, xong rồi tụi em cũng đã đăng ký rồi, nhưng mà lấy tên á là bánh mì ông Màu. Ồ, ký này hay đó. Mình cứ thi đi, mình lấy thương hiệu bánh mì ông Màu luôn, lỡ mình có giải hay gì đó coi như là mình chuộc lỗi với chú Màu. Ê, hay đó hay đó, tham gia đi tham gia đi. Đúng rồi á, biết sao không, anh theo chú Màu mười mấy năm rồi, tự nhiên cái thấy có lỗi với chú, giờ mở tiệm bánh mì bán riêng, anh muốn làm gì cho chú để chú vui á. Rồi vậy thì đăng ký đi Tinh. Em đăng ký rồi, yên tâm. Vậy hả, vậy là ổn rồi. Đang đói bụng nè, làm cho em một bánh mì sút tiêu đen đi. 50. Giỡn giỡn free. Phải vậy chứ. Ê, dân phòng bắt lấn chiếm lại đường kìa. Ừ ha, anh Minh ơi, giờ mình tính sao anh Minh? Ôi, anh chạy nhanh về anh Minh ơi. Cái xe đẩy cũng xong nữa. Anh hay nữa, chưa có thấy ăn phòng nào hết trơn á, mới nghe mùi có phớt anh chạy mất tiêu rồi. Rồi con Tinh đâu vậy? Ủa con Tinh nữa hả? Dạ coi, ba người bác nói chuyện kỳ vậy. Em biết đâu tao sợ gần chết. Tao lo tao chạy không à. Hôm nay tao mang giày chứ thôi là mất đôi dép à. Bác ông nội. Làm gì vậy? Làm gì? Trời. Ủa làm gì? Làm gì mà hai chú cả hai cũng chạy chơi vậy? Không chạy cho người ta bắt hả? Ai biết đâu, thấy anh Minh chạy chạy theo chứ biết gì đâu. Ủa làm gì chạy, làm gì chạy? Anh nói là cái khu đó đó người ta cấm tụ tập buôn bán, mà lại đó bán làm chi vậy? Anh nói đúng á, chỗ đó cấm buôn bán, anh Minh anh thấy văn phòng anh chạy là đúng rồi. Em lại anh, em lại anh luôn á Minh. Gần cái chỗ đó có đánh ghen, không biết ai đánh ghen với ai không biết. Nếu không người ta chỉ chạy qua người ta xử lý cái vụ đánh ghen thôi, chạy qua cái xe mình chứ không có bắt mình. Tự nhiên thấy giáo phòng cái ba chú cả chạy hết, em thấy mọi người chạy em cũng quán tính em chạy theo luôn. Trời, chỗ nhóc chỗ không đánh ghen, lại chỗ bán mì đánh ghen vậy? Ủa mà biết. Không, mà anh Minh anh sợ cũng đúng. Cái chỗ đó cấm tụ tập buôn bán mà, mình bán nó là bị hốt luôn á. Giờ sao anh Minh, quay lại đó bán nữa hay là kiếm cái địa điểm nào bán tiếp, hay là đậu xe ở đây bán? Em bán đây cho xe chạy ngang nó hốt mình hả? Ờ thì sao quyết định lẹ đi, đi bán lẹ đằng em còn chiều hẹn với Quyên bạn chuyện quan trọng nữa. Thôi anh tính vậy, giờ ăn hết bánh mì này mai bán tiếp. Đây. Một một chỗ lần đó. Cái bánh mì rớt lơm bán ai mua. Thôi đi về. Rồi đi về. Xui xẻo thiệt chứ. Tôi đẩy xe về. Lỡ chết luôn á. Văn phòng kìa. Văn phòng nó nhát gan ghê luôn mày ơi. Anh nhát nhất luôn á Phát. Không phải nhát nha, tôi sợ hao tài tốn của thôi. Giỡn với mút vậy hoài. Về. Nhát luôn đi, anh què chân rồi. Chạy cho cố vô, anh em cổng luôn cho nè. Có những thứ luôn trên đời tuy không mong xảy ra. La 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 la
mà lại tuyệt vời thế.